Ông cứ cho tôi một cái hẹn có dám không? Đấy, chứ đừng có lừa ba đứa trẻ trâu rằng là viết hết cái bài này sang bài khác, rằng là niềm tự hào thế lò thế trái. Cứ theo cái dòng của ông nói á thì cái ông đang có nghĩa là ông đang muốn cá người nước Mỹ đúng không? Ông đang hướng về nước Mỹ đúng không? Đó, Mỹ chả là cái đất chi hết á. Mà Việt Nam là xoáy cá từ lâu rồi. Nha. Chẳng quá là Việt Nam đi sau đẻ sinh sau đẻ mượn thôi. Chứ Việt Nam là xoáy cá, xoán ngôi là xoáy cá từ lâu rồi. Chứ thằng Mỹ á chả là cái đất chi hết á. Nói cho ông biết rồi nè. Thằng Mỹ có giỏi cỡ nào thì nó vẫn thua Việt Nam. 1-0 rất là đau. Nghe chưa? Cho nên ông không phải khe đâu. Rồi, hello chào mọi người nha. Thì chủ đề của mình là Philip Roger là một đứa trẻ Việt Nam bị bỏ, mồ côi bị bỏ rơi ở cô nhi viện, lại trở thành là phó tổng thủ tướng của nước Đức. Và nãy là cả gia đình đã trở về là làm việc và đóng góp cho quê hương được đâu khoảng 3 đến 4 năm rồi. Thì tính là tín của mình là mình nói luôn nói sự thật nha mọi người. Thì trước hết làm cho mình nói đến cái mình đang tìm cái tư liệu của cái thủ tướng của cái Philip Roger. Đây. Một con người rất là tài năng và rất là đẹp trai mà rất là kiên nghị, rất là cán trường luôn. Ông là một đứa con rơi mồ côi, một đứa trẻ mồ côi ở là bị ở cô nhi viện, tức là bị bố mẹ bỏ rơi đấy. Là lúc một cái vợ chồng quân nhân của người Đức là sang thăm Việt Nam thì đón ông về, cái lúc là ông mới được 8 tháng tuổi. Mà được 8 tháng tuổi thôi, và sau đó thì quá trình phấn đấu học hỏi nọ kia thì ông đã làm là đến là chức phó tổng thống và đang rất rất nhiều cơ hội và cũng như là hy vọng là nếu như mà ông ở lại cái nước Đức á đấy, thì rất nhiều là cơ hội và rất nhiều là con đường để cho ông tiến thân lên cao hơn nữa đó. Nhưng mà ông không lên, và ông đã là cùng vợ con và gia đình là trở về Việt Nam để và cùng với cái tấm nguyện của ông á là để đóng góp đấy sức lực cũng như là trí tuệ để xây dựng cho quê hương giàu mạnh. Thì ông về Việt Nam đấy cách đây khoảng đâu 3 năm, năm nay chắc là 4 năm hoặc là 3 năm, năm thứ 3 thứ 4 là ông về Việt Nam đấy. Đấy, nhưng mà cái lần đó là báo chí cũng có nói nhưng mà rất là ít thôi. Báo chí không thích nói nhiều những cái sự kiện như thế này. Đây nha mọi người. Đây. Chuyện ở mình đọc cái dòng tịch trên này là chuyện nguyên phó thủ tướng Đức Philip Roller là mình viết còn viết sai người Pháp nữa, về Việt Nam làm việc nha mọi người. Đấy, việc nguyên phó thủ tướng Đức gốc Việt Philip Roller là nhận lời mời trở về quê hương làm việc thu hút sự chú ý của dư luận Việt Nam. Đó là một. Đây, góp phần giúp các công ty khởi nghiệp này về phát huy tiềm năng và khẳng định vị trí trên bản đồ thế giới. Ông Philip Roger. Ông Philip Roger và vợ bà Wimke trong hình khi dự đám tang chính trị giá Đức. Vậy ní không cần thiết. Ông Philip Roger gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chiều 15 tháng 3 tại Hà Nội. Đây là vợ ông nha mọi người. Đấy, ông Philip Roger trở về Việt Nam lần đầu tiên cùng gia đình vào năm 2006 à? Ô. À, đó là về thăm quê lần 2006 là lần đầu tiên. Và kết nối lại với vị sơ từng chăm sóc ông ở cô nhi viện. Sau đó, ông trở lại Việt Nam nhiều lần trong các năm 2012, 2014, 2017 và 2019. Theo tờ Trí Thức Trẻ, ông Philip Roller
đặc biệt lưu ý đến giới trẻ Việt Nam, tài sản lớn nhất của Việt Nam không phải dầu khí, cơ sở hạ tầng hay công nghệ mà chính là giới trẻ, trong ngoặc nha mọi người, trong ngoặc kẹp nha mọi người. Ông nói đó. Đó, đây là từ đấy, cái mục này, dòng này là từ là một của từ mồ côi đến lãnh đạo trẻ tuổi. Đấy. Là ông sinh năm 1973 tại Sóc Trăng. Ông mồ côi và từng được nuôi dưỡng tại viện mồ côi công giáo của nữ tu dòng chùa Quán Phong Po Thiếu Sơ, thì chỉ đó ông biết. Đấy. Mọi người mà muốn tìm hiểu về cái lịch sử của ông này thì cứ gõ sang Google mà gõ Philip Roser là thủ tướng Đức hay là đó là người Việt Nam gì nó cũng nổi ra hết. Đấy, cựu phó thủ tướng Đức gốc Việt Philip Roser danh qua súng Nhật cho trẻ em Việt Nam. Đấy. Rất là nhiều luôn, người ta làm những cái việc rất là thiện nguyện mà rất là nhiều. Đó, và nếu như cái tuổi của ông này sinh năm 73 thì nếu chứ mà cái giai đoạn này mà ông đang ở tại nước Đức đấy thì cái cơ hội cho ông rất rất là nhiều. Đó nè. Nhưng mà tài răng một con người như thế này mà người ta vẫn đau đớn một lòng nhớ về quê hương mà muốn trở về cùng với gia đình để mà cống hiến cái sức lực cũng như là cái trí tuệ của mình đấy cho quê hương đất nước đấy. Thế mà như thế này đấy, Mạc Văn Trang này, là những người như thế này á, ta nói rằng là từ xưa tới nay á, là cộng người cộng sản hay là cái phe chính nghĩa đấy, là họ chỉ thích nói chứ không thích, họ chỉ thích làm chứ không thích nói nhiều, cũng không thích khoe. Đó nè, cho nên á, một cái việc rất là lớn mà rất là gọi là rất là ngược đời. Nếu như mà ba quê mà suy nghĩ á, thì nói rằng là cái ông này có khí là bị bệnh gì hay sao mà lại từ bỏ một cái đất nước như nước Đức, vậy này là cái tương lai đang rạng ngời như thế mà lại trở về Việt Nam làm chi. Đó nè, thì đó là cái tấm cái đức của người ta muốn trở về quê hương để cống hiến cái tài năng, cái trí tuệ của mình cho quê hương, cho đất nước. Chứ không phải là như kiểu mà cái ông gọi là giáo sư Mạc Văn Trang à. Để mình cho mọi người nghe, mình đọc cho luôn. Đấy, giáo sư Mạc Văn Trang đương đương là một giáo sư, cũng là người có tuổi rồi nha. Gọi là tóc hai ba thử rồi chứ không phải là tóc hai thử nè. Mà như cái gọi là Mạc Văn Trang đấy, mà gọi rằng là một cái tâm của một giáo sư đấy, thì thật ra là cái nơi nào mà phóng cho ông cái hàm giáo sư á, thì nên xem lại. Đấy. Có rất nhiều là những cái bài gọi là cái tinh tiết của hắn đấy, của Mạc Văn Trang đấy, là nói đến cái chuyện là giống như là đang có một cái thuyết âm mưu. Và còn ở đấy á, thì mình chỉ đọc cái bài này là nó ông đấy đấy là một người già đầu rồi mà là tầng lớp là gọi là trí, gọi là tầng lớp trí thức, gọi là giáo sư đấy. Nhưng mà mình theo những cái bài viết của ông mà trôi nổi trên mạng mà mình biết được á, thì mình xin sửa lại rằng đó thì ông ấy chỉ là Mạc Văn Trang đấy, chỉ là giáo hư, chỉ đúng tâm về giáo hư mà thôi. Đây là trên cái hình trên á, là một cái thằng gì hề lại trôi mất, trời ơi. Là đấy, cái hình thế này mình đưa đó, mình vừa nói mình vừa tìm, là cái hình mà ông Mạc Văn Trang đưa ra một cái thằng bác quê với một cái con bác quê, là viết cả người rằng là tự hào rằng là một người Việt mà đứng trên cái tàu sân bay của Mỹ. Đấy là gọi là niềm tự hào đấy. Đấy, chỉ là một cái đứa, chỉ là một cái con bé. Đấy, rõ ràng chỉ là một cái con bé mà gọi là được lên, không biết nó làm việc gì. Thực tế thì, nhưng mà trong bài đấy thì nó nói rằng là một nhân viên kỹ thuật ở trên cái tàu sân bay. Mình nghe mà mắc cười. Đáng lẽ là nếu mà không bị ổn là mình phải nói từ cái lần đó luôn. Đây, trước đấy thì một cái thằng này cũng nó cũng đã trở về Việt Nam,
trên cái tàu sân bay mà cập bến Đà Nẵng nha mọi người. Thì ở dưới này á, là cùng cái thằng đó và cái con bé này, và dưới này á, cũng là cái con bé mà vừa mới đấy này, mà trong cái đầu tháng tháng 7 đấy, là Mạc Văn Trang với Ba Que rất là cá ngợi và rất là tự hào. Đấy, thì mình nói thật á, nếu như chả có cái quái chi mà phải mà đáng tự hào hết á. Ở đấy lại chụp lại cho nên là đấy. Con này là Đoàn Nhật Huyền Trân, Việt Kiều 23 tuổi, hiện là thủy thủ của tàu sân bay USS Ronan chi đó mà mình chụp không hết. Đây. Rồi á, chỗ thì nói rằng là Huyền Trân là một nhân viên kỹ thuật trên tàu sân bay Mỹ và rất là tự hào. Tự hào là người Việt. Hay thì thủ ở đầu tôi mới Đoàn Nhật Huyền Trân. Đây. Thì mình nói rằng á, có gì mà phải tự hào? Tự hào là những cái gì lớn, giống như là cái ông Philip Roger đó đó, Roller đó đó, thì là Roger thì mới đúng, là mới đáng là tự hào. Chứ còn những cái bọn này là cái bọn tay sai, cái bọn liếm là lá liếm bơ thừa sửa cằn, và là à, cha ông chúng nó đấy đã từng cầm súng của giặc bắn vào đồng bào, thì có gì mà tự hào hả Mạc Văn Trang? Đấy, mà tôi nên sửa lại cho ông rằng là cái tên là đừng gọi là giáo sư mà ảnh hưởng đến người khác, mà là nên gọi là ông là giáo hư thì mới đúng. Đấy. Thì thứ nhất á, là nguồn cội của chúng nó là không có gì để đáng để tôn trọng từ tổ tiên của chúng nó là một. Nhưng mà cái đó á, thì cùng ở đấy, nói ở đấy á, thì nó thêm dài dòng mà thôi. Nhưng mà ý nói cái con này ở đấy chỉ là cái khoác cái bộ đồ, người ta nói rằng là cái bộ đồ không làm nên thầy tu. Đấy. Thì ở đấy đứa thì bài thì nói rằng là cái con Huyền Trân này là thủy thủ trên tàu sân bay. Rồi đứa thì nói là con Huyền Trân này á là nhân viên kỹ thuật. Đây. Thì nhưng mà tôi nói là chính xác này, tôi không ở Mỹ nhưng mà tôi cũng chưa thấy con Huyền Trân là con nào. Nhưng mà tôi thì tôi nói rằng là giỏi lắm á, thì cái cờ này cũng chỉ là cái dạng mà gọi là lau chùi dọn dẹp trên tàu là một. Hai nữa là thợ kỹ thuật, nếu mà gọi nó là thợ kỹ thuật á thì chỉ là thợ kỹ thuật về mặt xa, về mặt xa đấm bóp và lau chùi súng cho sĩ quan trên, cho các binh sĩ quan ở trên tàu sân bay mà thôi. Mà nói cách khác á, là một con điếm trá hình. Đấy, từ bỏ nghề nái, bởi vì nghề nái kém thu nhập mà lại thường hay bị là mì đen mì đỏ nó chửi. Đấy. Thường là bị mì đen mì đỏ nó chửi, mì trắng nó chửi, cho nên là vất vả. Nhiều khi con bị nó quịt cả tiền. Đấy, cho nên nó cảm thấy vất vả thì chỉ có đâu quấn lên cái tàu sân bay để mà lau chùi xuống ngọng cho binh sĩ quán với tầm quất với mặt xa. Chứ có cái gì đâu mà làm ghế gớm mà nói rằng là tự hào là người Việt Nam hả Mạc Văn Trang. Đấy. Người Việt Nam không cần tự hào với những cái loài mà rẻ rụng đất nước như thế này nha, giáo hư Mạc Văn Trang. Đó nè, chúng mày về Việt Nam hay không về thì cũng là cái mặt xác nhà chúng mày. Nhưng mà nói để mà tự hào là những cái con rần rệp ép bá như thế này á, thì chúng tôi không dư thời gian, mà cũng không dư thừa cái lòng trắc ẩn nha. Cho nên á, nói á, thì phải nói cho đúng. Đó nè. Thì dư tôi hỏi ông, cái loài như con này, như con Huyền Trân và cái thằng này á, cái thằng gì? Cắt Lốt Nguyện. Đấy, cái thằng Cắt Lốt Nguyện và cái con Huyền Trân này á, tất nhiên rõ ràng rằng là nó không có cái gì. Chẳng nói chúng bản thân cả chúng nó, tiên đô sự nghiệp của chúng nó chả bằng một cái không phải mini ly
của cái còng lông của ông Philip Roger. Đó nè, không thể bằng 0.0011 cái còng lông của cái ông Philip Roger. Mà nhưng mà các ông này là vung tay quá trớn, lợi dụng cái học hàm học vị của mình để mà gọi là vung tay, mà gọi là múa mỏ đấy, múa vỏ mồm đấy, để mà cá người những cái răng ép thứ ba này là để làm gì? Trong khi tổ tông của chúng nó không vì quê hương, mà tổ tông của chúng nó là vì bớ thừa sửa cằn, vì đô la mà cầm súng bắn vào đồng bào đấy, bắn đứng tổ quốc thì có gì đâu mà phải cá người răng là tự hào là người Việt Nam đứng trên tàu sân bay của Mỹ. Chỉ là cái con tầm quất thôi, mặt xá giòn rạc thôi. Đấy. Chứ nguyên cái tàu sân bay á, nói về cái tính chất quân sự á, là chúng nó không bao giờ mà cho những cái người ngoài quốc mà đứng vào đó để làm những cái việc gọi là trọng yếu như là thờ kỹ thuật hay là thủy thủ nha. Đó, mà chỉ là kể cả cái thằng này cũng chỉ là ở cái mức dọn dẹp, dọn rác là hết. Chứ còn những cái khu vực quan trọng máy móc là hắn sẽ không được vào. Đấy, không bao giờ. Nghe chưa? Cho nên đừng có thổi phong quá đà. Nhưng cái bọn này F2, F3 này là gọi cái bọn sân lại này chả là cái gì cả. Chúng tôi không hề tự hào mà con cảm thấy là có một nỗi nhục thì mới đúng. Cho dù rằng là nghị định 36 của chính phủ là đã hòa giải, hòa hợp dân tộc, nhưng không thể hòa tan. Chả chỉ quá là quên đi là quá khứ để mà sống với hiện tại và tương lai, hướng tới tương lai mà thôi. Chứ còn những cái thành phần này nha, những cái thành phần này đó là khối u ác tính, là khối thịt thừa cần phải cắt bỏ, chứ chả có chí là tự hào hết. Ông Mạc Văn Trang ạ, tôi đã thạc tên ông vào ngay cái chủ đề luôn rồi, mời ông vào đây nghe. Và nếu như mà cảm thấy rằng mà tôi nói sai đấy, không đúng đấy, thì ông cứ cho tôi một cái hẹn rằng tự hào nó ở nó, chúng nó đáng tự hào ở chỗ nào. Nếu mà là niềm tự hào á, thì chúng nó sẽ trở về là đầu quân cho Việt Nam. Đó nè. Nhưng mà cái loài này á, thì không thể. Mà nếu chúng mà nếu mà về á, thì cũng hùa theo cái bầy đàn là hề sỉ đấy, mà bon rút, rút xương rút tủy của người dân Việt Nam mà thôi nha. Cho nên đừng có nghĩ rằng và cũng đừng có mong rằng một ngày nào đó bọn này sẽ là có cái ý tưởng là về vun đắp cho quê hương, xây dựng cho quê hương, không bao giờ. Và ông nên coi cái bọn này là cái khối u thịt thừa, là cái ruột thừa đấy, cần phải cắt bỏ khỏi cơ thể. Chứ không có chi phải tự hào hết. Nếu như mà đáng tự hào á, theo cái tâm cờ là một người gọi là cái tâm của ông là học hàm học vị là giáo sư đấy, thì nhẹ nào mà ông không biết rằng là có một là ông Philip Roger là một trẻ mồ côi ở cái gì cái đâu này đọc mà quên mất rồi nè, đấy là một trẻ mồ côi của người Việt Nam mà được ở cố nhi viện đấy, mà được vợ chồng của người Đức là nhận về nuôi từ khi 8 tháng tuổi, mà đến khi trở lớn lên lại làm phó thủ tướng của một nước Đức giàu mạnh hùng cường. Vậy cái chủ đề đó tại sao ông không khai thác, tại sao ông không nói đến? Đó mới là cái niềm tự hào của quê hương đất nước đấy, ông Mạc Văn Trang đó. Và cái ông Philip Roger ông đã về là Việt Nam về được 3-4 năm rồi. Đó, về là không phải về để ăn bám, mà ông về để ông cống hiến. Đây, cái sức lực và cái trí tuệ của ông cho đất nước, để đóng góp cho đất nước ngày càng giàu mạnh.
Một con người đang rất là trẻ, hai vợ chồng của ông đây. Một con người đang rất là trẻ, rất là đẹp trai và rất là bản lĩnh luôn. Rất là đàn ông luôn. Đó, mà tại sao cái khí mà gọi là tương lai đang nở rộ như là hoa, như là gọi là tương lai và hy vọng đang dạt dào, đang rộng mở như thế. Đó là phó thủ tướng có tâm và có tầm, rất là có tâm cho nước Đức. Đó, khi mà ông vẫn là từ bỏ nước Đức để trở về Việt Nam, đó, để là mong cầu là cống hiến cái phần sức lực của mình, cái phần trí tuệ của mình để làm giàu cho dân, cho nước Việt Nam. Đó, thì đấy có phải là cái niềm tự hào không ông Mạc Văn Trang, giáo sư Mạc Văn Trang, mà ông không hề viết một dòng. Đấy, mà ngược lại á, cái bọn mặt xa, ngược lại á, cái con mặt xa, rồi cái láo chui súng, súng ống đấy. Súng ống đấy là trong ngoặc nha mọi người, gọi là súng lục đấy. Cho binh sĩ quán trên tàu á, thì ông này làm như đó là đúng rồi. Rồi là tự hào là cả người cho xui cả bọt mép. Mà không biết mệt là sao? Theo Nguyễn Tiến Thức nha. Đấy, cái tương lai của ông Philip này ở Đức đấy, đang rất rất nhiều là hứa hẹn. Đang con đường tương lai của ông rất là rộng mở. Đấy, mà ông vẫn chấp nhận là rời bỏ cái nước Đức là giàu sáng sung sướng để về Việt Nam. Đấy, thì theo ông có đáng ca ngợi không ông Mạc Văn Trang? Là cái thời gian đó với cái tâm tuổi của ông á, thì ông đã sống đủ lâu. Đấy, tôi dám nói rằng cái thời gian đó ông, cái con đời, cuộc đời của ông á, đã sống đủ lâu để chứng kiến và để biết được là cái khi ông Philip Roger này là trở về Việt Nam đấy. Mà ông không hề viết một dòng. Đấy, mà lại đi ca người một con điếm thối, một con tầm quát mắt xa, là gọi là láo chui súng ống cho binh sĩ quan ở trên tàu đấy. Mình nói láo chui súng ống là ở cái chỗ này. Ngày xưa đấy, Mỹ mà đâu quân 20 năm chiến tranh ở Việt Nam đấy, là Mỹ đưa quân rồi là cặc chứ hầu mà khắp cả cái châu Âu, là đến Việt Nam để gây chiến với Việt Nam đấy. Thì Mỹ cũng lo đâu ra, thì Mỹ cũng lo đâu vào, và Mỹ cũng lo những cái nhu yếu phẩm, những cái cúng cầu của con người, của cái bản thân con người. Thì có nghĩa là Mỹ đã giao cho là thằng An đấy, là có trách nhiệm phải tuyển hết, gọi là cúng tân Mỹ nữ từ 16, 17 cho đến 35 tuổi, là đưa sang chiến trường Việt Nam để phục vụ cho lính Mỹ, cũng là thời kỳ thoát đấy mọi người. Nếu như mà ông Mạc Văn Trang mà viết cái bài về cái bài đó á, thì chắc ông cũng viết rằng là nước Hàn đã giúp rất nhiều là quân nhân, vừa là trái trắng, vừa là quân đội cho Việt Nam ạ. Thám giúp Mỹ là thám chiến ở Việt Nam mà, đồng thời là cũng là giúp Mỹ là có một đội quân nữ rất là hùng hậu, là toàn là thời kỳ thuật đấy, mặt xa rồi láo chui súng ống cho binh sĩ quan của cả cái khối châu Âu đấy, của Mỹ mà thám chiến ở Việt Nam đấy, chứ không có thì chúng nó làm sao mà trù được cả mọi người. Cho nên là phải có lính nữ để mà láo chui súng ống đấy, để mà tầm quất, để mà mặt xa đấy. Đó, thơ kỹ thuật của giáo sư Mạc Văn Trang là thơ tầm quất mặt xa và láo chui súng ống đấy, láo chui súng ngắn cho binh sĩ quán đấy. Đấy, chứ có gì sang đâu mà tự hào đấy. Và nếu bữa sau á, mà nếu như có trường hợp nào nữa, nếu như bữa sau mà có trường hợp nào nữa mà đáng tự hào á, thì Mạc Văn Trang nên viết rằng là bản thân ông đấy, bản thân ông rất là giản ít tối chẳng hạn. Đó,
là dùng cái bởi đừng có dùng cái cụm từ rằng là tự hào là con dân Việt Nam nha, như dùng cho cái con Huyền Trân nha, mà là dùng bản thân là cho bản thân ông là đại diện cho gia đình ông thôi nha. Ông Mạc Văn Trắng đấy, đại diện cho ông là cảm thấy tự hào là rằng có một người Việt Nam là được đứng trên tàu sân bay của Mỹ đó. Chứ còn tôi thì tôi cảm thấy rằng nếu như con Huyền Trân kia mà sản xuất ra, chế tác ra, nghiên cứu ra cái tàu tàu sân bay của Mỹ đấy, thì chúng tôi cũng cảm thấy chỉ là bình thường, không có chí đáng là tự hào, mà thay đó vào đó là cái nỗi nhục quốc thể cho quốc thể nha, ông giáo hư Mạc Văn Trắng đấy, chứ không có chi mà gọi là tự hào hết. Bởi vì cái bản thân thằng Mỹ và bản thân cái bản chất cái cuộc chiến 20 năm của Mỹ mà dành cho Việt Nam là gây ra cái gì, gây ra cho cộng đồng, cho dân tộc Việt Nam cái đau đớn như thế nào, thì ông cái lứa tuổi của ông là đã hiểu hết rồi đó. Cái lứa tuổi của ông là ông hiểu hết rồi đó, cho nên là bữa sau mà viết á thì ông phải dùng từ cho đúng nha. Mình có khách biết ai ngoài bấm chuông đây, thì mình cảm ơn mọi người vô xem, rồi là nếu mà thấy có lý có tình thì chia sẻ cho mình với nha. Rồi hẹn gặp clip sau, mình chạy vô mình để ra để mở cửa.